Ủa, anh Công hả? Ủa? Anh đi đâu đấy? Anh đi thay chiếc xe. Ủa, em đâu đây hả? Anh đi vòng vòng chơi tí. À, vậy à? Quen chỗ này hả? Thì cũng có quen đôi chút. Rồi ghé ông chơi tí nè. Anh đi thay chiếc xe, biết sao không? Ngày mai có mình có một chiếc đi hơi bị dài, đó là lên xem con Phượng nó banh. Bây giờ mình muốn thay nhớt xe cho nó trơn chu á. Anh đi cổ vũ cho con Phượng đá bóng á hả? Đi cổ vũ con Phượng. Em cũng yêu con Phượng phải không? Em cũng thích con Phượng lắm. Vậy thì có gì ngày mai anh quay rồi có gì em nhớ xem nha. Rồi, ok anh, okay. Luôn luôn ủng hộ anh. Rồi, mình thay nhớt xe cho nó máy nó trơn tru á, ngày mai cho con Phượng cũng giống như là nó thêm một sức lực nó mạnh mẽ để đá sút vào. Ủa thế rồi mà xe thấy còn mới thế này mà phải thay nhớt hả? Thay nó cũng còn, nói chung là chưa đủ km mình thay nhớt cho nó thay sớm tí. Tại vì yêu con Phượng quá nên là mình thấy ngày mai có thể là chạy tốc độ hơi bị cao đấy. Để đến sớm thì quay con Phượng ha. Quay con Phượng cái gì cho các fan con Phượng, các bạn ở Hàn Quốc đều xem, cũng như Việt Nam đều ha, xem đều clip con Phượng. Mình là yêu con Phượng lắm á. Lần trước mình có quay cái clip rồi, trời ơi, về phải nói là phê luôn, ngủ mà nói chung là mơ đến con Phượng luôn. Đây là fan con Phượng nha, vượt hàng trăm km để đi rồi đó. Lần này phải vượt có hàng mấy trăm km để đến con Phượng rồi đó. Thôi chờ các bạn chờ tí xíu nữa để ông chủ này ổng thay nhớt xe này xong rồi mình tới đợt xe mình thay vô thay nhớt. Nói chung ông chủ này ở dưới quê, cái đường gần công ty mình nữa, mà ổng rất là hiền thân thiện lắm. Mình muốn thay nhớt ông này thôi, còn mấy chỗ khác nó rườm rà chật chội. Hôm nay thoải mái không? Nhìn mặt ông có hậu không chủ à? Trong lúc chờ đợi xe mình nhìn bên đây có thấy mấy chiếc xe cổ rồi các bạn. Xe này các bạn thấy mấy chiếc mà đóng phim nước ngoài đó, ô đu xe. Chiếc này nhìn kinh khủng luôn nè, bô nằm bên hông luôn nè, không có giỡn đâu nha các bạn. Đây là ông này, ông chủ này là ông nhập mấy chiếc xe và cổ này của nước ngoài về là ông sửa lại, sửa ông độ lại, ông làm ông đi đấy. Như các bạn đây, chiếc ra đây nè, chiếc ra đây nè, các bạn thấy không, cái này là đã độ xong rồi đấy. Nhìn thấy nó cũng bước mắt không giỡn đâu không. Và bên đây con nhìn cái dàn đầu kinh khủng không, nhìn là biết cái xe độ rồi nè. Nhìn ổng vậy mà ổng cũng chân thích độ xe hết cái gì hết. Mấy cái này là ổng thay hết. Kinh khủng không? Chiếc này cũng không thấy không? Chạy phà phà luôn đó. Đó, nhìn cũng giống không? Nó dài hơn mấy xe khác không? Nhìn chiếc xe là các bạn biết xe cổ rồi nè. Khác với người ta không? Bây giờ đâu có loại xe này nữa. Bánh nè, bánh nó phục chứ sao vô trong luôn. Coi cái chén nước nó ngén nước của nó nè. Nhìn chiếc xe này mình nhớ cái thời năm 90-95 gì đó, các bạn nhớ không? Cái thời đó mà đi rước dâu cũng giống như miền Tây rồi đó, cũng giống như miền Tây rồi các tỉnh rồi đi mấy xe rước dâu à, định hành lắm á, ngày xưa đó. Rồi đó nhà của mình cũng có ông anh, ông đi đám ông đi cưới vợ ở miền Tây á, thấy chiếc xe cũng giống, nó cũng dài, nó vuông giống vậy nè. Đây là những cái vỏ xe còn thay nè. Xe này dạng xe leo núi. Các bạn yên tâm đi, bên này á, các bạn dục như thế này là không bao giờ có ai mà lấy đâu. Không bao giờ ai dám lấy.
xe cộ hay dựng giữa đường, không bao giờ có chuyện mà tôi mắc này mắc kia. À, cái này các bạn không dục hết nè, để vào đây nhưng mà không bao giờ ai vô lấy. Xe đã được vào gara rồi nha các bạn. Lên xe lên. Chiếc cái này năng còn mấy tấn á. À, nó có để kìa. Cái này năng lên 4 tấn à. Xe này chỉ có tấn máy gì vậy? Mấy trăm tấn máy hả? Đó, nằm lên cao. Nhớ rồi. Ủa sao giờ nó mang? Ê, chờ cái nhớt nó rút xuống hết. À, nhớt, đang chờ nhớt nó rút xuống. Đây là cái bình ha, bình đựng nhớt, vừa nhớt mà là cái bình đã chứa đầy xong, có ống hút ống rồi ta sẽ rút ra ngoài, à, rút ra ngoài luôn. Bơm ra cho điều hòa. Cái này không biết cái gì không? Đang bơm ga cho xe nè, ga điều hòa đấy. Bạn có chưa biết phải không? À, đây là quay cho bạn xem nữa. Xe mà mình bật máy lạnh á, mà không có lạnh á là nó thiếu ga nha các bạn. Thiếu ga mình sẽ lâu lâu mình sẽ bơm ga vào. Và mỗi lần bên đây bơm ga vậy á là mà đầy bệnh là vẫn mà đầy bệnh là khoảng 50.000 won, khoảng 1 triệu tiền Việt. Sao này nó làm thế không? Ga này nó mấy ra nước thì như xe hơi thì các bạn mới mua xe vậy bỏ chạy xe thời gian thì cái máy lạnh của mình nó sẽ hết ga, nó sẽ không lạnh nữa, nó chỉ ra cái hơi gió thôi, thì lúc đó mình sẽ ra tiệm mình bơm ga vào. Ga này khác với ga máy lạnh nè, ga này khác với ga thường nha các bạn ha. Đây, đó, quay đi, quay thả xuống. Đây nè các bạn, đó, xe mỗi lần xe mà thay nhớt thì họ sẽ thay cái này là cái lọc nhớt, và cái này là cũng miếng ron, miếng lọc bụi cặn nhớt luôn. Là bộ ron đó, nguyên bộ đó, mỗi lần thay là thay nguyên bộ như thế này. À, bắt đầu châm nhớt vào các bạn. À, nhớt xe hơi thì người ta châm vào chế vào, miễn sao cho nó đúng với cái mực thước đo cho phép. Đó, cái thấy bạn thấy cái cây que đo cho phép không? Đúng với số lượng, đúng với cái mức của nó là được. Chứ không phải như xe máy là mình đổ vào. Ở ví dụ như 75ml hoặc một lít là đổ vào xe là thôi. Còn cái này mình châm chừng nào nó vừa đủ thôi là được. Máy
đã được khởi động rồi. Ý có khiến thơ bật cắt xếp bắt cắt xếp wow, muốn chìm bánh nè. À, các bạn thấy không, hai cái này mới quan trọng máy lắm á. Không, cái này là lọc bụi nè của máy nè. Đây, tính tiền bằng tha từ xong hết rồi nha các bạn. Thế là xong rồi, giờ mình lên đường về thôi. Hẹn gặp lại các bạn ha trong clip tiếp theo của Công Phượng nha.